6 Bình Dương rồi nha cả nhà. Đây ngã 6 Bình Dương, bên đây là nhà thờ chánh tòa, đang làm cây hông chưa xong á cả nhà ơi. Đây cây hông Noel. Thì mình đã đến đại lý xe Trọng Sáng ở ngã ba Mũi Dùi cả nhà. Hôm trước mình mua chiếc xe Vision đó, cho nên là đến nay vẫn còn đợt để bảo dưỡng xe cả nhà. Hôm nay mình đi bảo dưỡng xe máy theo định kỳ và thay nhớt. Nó quay một xíu xung quanh cho cả nhà mình xem ha. Rồi ở đây thì khu vực chờ cho khách thì có nước suối nè và xăm miễn phí nữa nha cả nhà. Đó mình uống nước xăm giải khát nè trong lúc chờ đợi ha cả nhà. Thời tiết nay cũng gần Noel rồi đó cả nhà, cho nên cũng khá là lạnh luôn. Nga cũng đang bị cảm nữa, cho nên là đi mình phải quàng khăn nè, đeo vớ vào nè cho nó ấm cả nhà. Trong lúc chờ đợi đó thì mình cũng ngồi tạo dáng một xíu nè, để có gì lưu lại những khoảnh khắc, những bức hình kỷ niệm. Rồi sau khi mà thợ đã kiểm tra bảo dưỡng thay nhớt cho xe của Nga xong rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục hành trình nha cả nhà. Let's go. Đây Nga đã tới ngã 6 Bình Dương rồi nha cả nhà. Đây ngã 6 Bình Dương, bên đây là nhà thờ chánh tòa, đang làm cây hông chưa xong á cả nhà ơi. Đây hông Noel.
chật hẹp nữa. Quay sơ cho các bạn xem thôi, có thung lắc gì mọi người thông cảm nha. Đây là
bến Bạch Đằng đó dạ ơi. Bến Bạch Đằng. Đây, mình thấy có một cái hông Noel ở ngoài Bạch Đằng mà mình không biết chỗ nào cũng là hay là bến thuyền Bạch Đằng nè. Tình ca đây, đây là một cái nốt nhạc đó cả nhà. Đây là tác phẩm bản tình ca. Đúng cả nhà. Một nốt nhạc nghệ thuật. Đây là nhà cổ của ông Trần Văn Hổ, tự Đẩu. Ngôi nhà tọa lạc tại số 18 đường Bạch Đằng, phường Phú Cường, Phú Dòng Bạc, Bình Dương. Nơi đây còn được gọi là khu di tích lịch sử Đốc Phủ Đẩu. Ông Trần Văn Hổ, tự Đẩu, nguyên là Đốc Phủ Sứ thời thuộc Pháp. Công trình được thân sinh ông Đẩu là cụ Trần Văn Lâm xây dựng năm Canh Dần 1890. Được công nhận di tích quốc gia ngày 29 tháng 4 năm 1993. Để khi nào có dịp á, thì Nga sẽ quay và tường tận chi tiết rõ hơn về nơi này cho mọi người xem nha. Đây là khu viên hoa viên Bạch Đằng. Đây là ngôi nhà số 18 Bạch Đằng, nhìn từ bên đây cả nhà. Mình đang qua.
dạo mà xong thoáng mát rồi lại đặt check in tới cái hôm Noel này cũng rất là đẹp rồi đó nha. Rồi bây giờ thì mình vào check in thôi, let's go. Trên đường về thì mình cũng ghé vào check-in trường Marie Curie nha cả nhà. Rồi check in trường xong rồi thì bây giờ mình về luôn nha cả nhà. Bye bye cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà mình nha.